Cái có một cái câu chuyện, và câu chuyện này là câu chuyện có thật đó. Ở cái xóm nhà con ở quận 8 ở Sài Gòn. Hồi đó lúc mà con còn nhỏ 5 7 8 tuổi thì lúc đó con biết câu chuyện này. Ở sát bên nhà con có một cái cô hai đó chuyên nghề bán cháo dịch. Và cô hai này bán đắt lắm, người ta nổi tiếng luôn mà. Ở bên Dương Bá Trạc là cô nổi tiếng là bà hai cháo dịch, là người ta nghe tới là nghe tiếng đồn luôn, bán rất là ngon và khách đông lắm. Cho nên một buổi chiều là làm hết 20 con vịt, mà sợ rằng mua ở ngoài người ta làm đó không ngon, cho nên sáng nào cô cũng đi ra chợ lựa từng con lựa rồi cân cầm lên. Cổ hay cái cổ cầm con vịt lên, cổ biết con vịt này da nhiều hay là thịt nhiều hay là mỡ nhiều nữa, cổ biết hết à. Cổ làm bán cháo vịt, cắt tự tay cắt cổ vịt trong vòng 20 năm như vậy. Có một bữa hôm nọ, cổ vừa làm thịt xong rồi cái cổ cảm thấy nhức đầu quá, cổ để cho con cổ bán, cổ vô nhà cổ nằm nằm thiếp đi. Thì cô thấy mẹ của cổ về, cái cổ lắc lìa vậy nè, cổ bị ai cắt bị lắc lìa vậy nè, lại nắm đầu của cổ lôi, nói tao nuôi mày khôn lớn trưởng thành để bây giờ mày cắt cổ tao. Cổ nói gì kỳ vậy, con cắt cổ má hồi nào mà má nói như vậy, má chết rồi, má chết mấy chục năm rồi mà bây giờ má nói con cắt cổ má, má chết vì bệnh mà bây giờ má đổ thừa là con cắt cổ má. Thì cái bà mẹ mới nắm đầu cổ, gịch cái đầu cổ xuống, đập xuống giường, nói tại mày không biết mày nói như vậy, mày cắt cổ tao, bây giờ tao đau đớn nè, tao về nè, tao trả thù mày nè, nói như vậy. Thì cổ giật mình, cổ thức dậy, cổ nhớ là hồi lúc trưa đó cổ là cắt cổ mấy chục con vịt đó. Có một con vịt sau khi cổ cắt xong rồi cái cổ nó còn lặt lìa mà nói nó lặt lìa như vậy mà nó dãy và nó chạy được một đổi rồi nó ngã đạch 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 ra nó chết. Thì cổ giật mình, cổ nhớ đến hình ảnh bà mẹ cái cổ mà lặt lìa chạy đến nắm đầu cổ đánh như vậy, cổ bỏ nghề luôn quý vị à. Cổ bỏ nghề luôn, cổ nói thì ra là tại sao mình lại cắt cổ mẹ mình như vậy. Trong Điềm Chiêm Bao là bà nhấn mạnh, bà nói tao về tao trả thù mày, tao nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày cắt cổ lại tao, mày trả ơn tao bằng cách này sao. Cổ nhớ đến cảnh đó mà cổ bỏ nghề luôn. Và con vật nó cũng tham sống sợ chết giống như chúng ta vậy đó quý vị ơi, không có không thua gì mình đâu. Nó cũng có thân bằng quyến thuộc, nó cũng đau đớn khi phải chia lìa với người thân, mình cũng vậy, nó cũng vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta như thế này: ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn, vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Ai cũng sợ bị gươm đau cắt vào người mình cũng biết đau vậy. Ai cũng thích sống còn, vậy thì mình hãy lấy lòng mình suy lòng người, những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, cho chúng sanh khác. Thường thường mình hay nói là vật dưỡng nhân, tức là con vật nó dưỡng nuôi con người. Nhưng nếu mà quý vị nói cái kiểu đó thì quý vị vào rừng thì nhân dưỡng gì quý vị? Nhân dưỡng hổ đó. Người lại nuôi dưỡng cho con cọp, phải không quý vị? Vậy mà mình không nói kiểu đó, mình cứ nói là vật dưỡng nhân thôi. Con vật nó nuôi dưỡng con người, nó là món ăn cho loài người. Nhưng mà thật ra có nhiều thứ thức ăn lắm, đâu phải nhất thiết chúng ta ăn thịt, ăn cá mới được đâu quý vị. Nếu là một người Phật tử muốn chấm dứt luân hồi sanh tử, quý vị cần phải giới sát, đừng sát sanh nữa. Ngày nào tạo nghiệp sát là ngày đó vẫn còn dai nợ chúng sanh, vẫn còn phải trả thôi quý vị ơi, vẫn phải trong dòng sanh tử luân hồi để trả. Con kể một câu chuyện có thật. Có một vị thiền sư tên là Thông Huệ, năm mới có 8 tuổi đi vào chùa xuất gia tu rồi. Thì khoảng năm lúc 8 tuổi thì chỉ là bổn phận ở trong chùa là chỉ quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi thì trở thành một chú sa di. Thì quý thầy ở trong chùa sai là mỗi ngày đi xuống núi gánh nước lên trên núi. Mỗi ngày phải sánh gánh 20 đôi nước như vậy. Thì có một hôm thiền sư Thông Huệ còn hình thức là một chú sa di 14 tuổi, gánh một gánh nước đang đi vậy đó, có một bà bán cá đội một cái xề cá ở trên đầu. Lúc đó bà mới
dỡ cái xẻ cá xuống để đặt cái thau cá xuống dưới đất, thì lúc đó một con cá văng vào trong cái thùng nước của thầy, mà đem cái thùng nước đó về nó tanh, cho nên thầy mới giận quá đi, phải đổ cái thùng nước đó để đi xuống núi, đi xuống dưới chân núi gánh một thùng khác lên nữa. Chứ nước mà con cá nó văng vào rồi, theo quan điểm của thầy là con cá mà có văng vào nước rồi, cái thùng nước là thùng nước mặn rồi. Cho nên thầy mới tức quá, mới cầm nắm đầu con cá mới đập, đập vô cái thùng đó. Nói tao gần về tới nơi rồi mà mày ác quá, mày làm cho tao phải đổ cái thùng nước này đi xuống dưới gánh nữa. Nắm đầu con cá đập vô cái thùng, cái con cá nó chết luôn. Vậy mà 30 năm sau nghe quý vị, vị thiền sư Thông Huệ làm trụ trì cái ngôi chùa đó. Sau khi thầy tổ qua đời, ngài lên làm trụ trì ngôi chùa đó. Trong lúc ngài đang ngồi thiền, ngài đang ngồi thiền như vậy thì có một người, một vị tướng tên là Trương Tuấn dẫn một cái đội binh đi ngang qua đó. Khi đi ngang qua chùa, ông Trương Tuấn này, ông cảm thấy bực quá, nóng trong người quá, nóng nảy trong người, ông ta mới bước vô chùa, nhìn thấy thiền sư Thông Huệ đang ngồi thiền. Ông ta không kiềm chế được bản thân mình, không biết tại sao nữa, rút gươm ra định đâm vào người của thiền sư Thông Huệ. Lúc đó thiền sư Thông Huệ mở mắt ra nói: ta đã chờ ông 30 năm rồi. Ông ta mới hỏi: tại sao tôi với ngài chưa từng, tôi với thầy chưa từng gặp nhau một lần nào, đây là lần đầu tiên tôi đi ngang qua vùng này, mà tại sao cái cảm giác trong người tôi nó thay đổi bất thường, tôi cảm thấy bực bội trong người, và ngài cũng không có làm điều gì đối với tôi, mà tại sao tôi vừa gặp ngài là tôi muốn giết ngài liền, không biết tại sao như vậy. Thiền sư Thông Huệ nó không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên, mà nó có nhân duyên của nó mới đưa đến quả báo này. Thiền sư Thông Huệ mới kể lại 14 năm, lúc tôi 14 tuổi, tức là mấy chục năm trước đây, 30 năm trước đây, là lúc đó tôi còn là một chú tiểu gánh nước, là có con cá nó lọt vào trong thùng nước, giận quá đập đầu con cá chết. Và 30 năm qua rất là hối hận với việc làm này, và chờ đợi cái ngày để trả quả báo, và ngày đó hôm nay đã đến. Con cá đó chính là ngày đó chuyển kiếp sanh trở lại. Ngài, đời kiếp trước của ngài là con cá. Sở dĩ ngài hôm nay đi ngang qua đây cảm thấy trong lòng thay đổi bất thường, muốn lấy mạng tôi, là tại vì kiếp trước tôi đã giết ngài, ngài sân giận, cho nên ngài muốn trả thù trở lại. Khi tái sanh trở lại, ngài không nhớ kiếp trước của mình thôi, nhưng tôi đã biết và tôi đã chờ đợi 30 năm qua. Nghe xong rồi thì ông Trương Tuấn này, ông mới bỏ thanh gươm xuống và ông xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ đó quý vị. Ông Trương Tuấn mới làm một bài thơ như thế này: quan trái trên đời há ngẫu nhiên. Quan trái ở trên đời này đâu phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Con quên cái bài thơ đó rồi ha. Nhưng mà ý của ông Trương Tuấn muốn nói rằng á, tất cả những quan trái trên đời này không phải ngẫu nhiên, nó đều có nhân duyên của nó. Nếu mà hôm nay không được gặp thầy để nghe cái trẻ kể chuyện tiền thân của mình, thì chắc có lẽ là đưa thầy đến Tây Thiên rồi. Tức là đưa thầy về Tây Thiên, về chầu trời rồi. Nhưng mà nhờ nghe kể chuyện tiền thân đó đã hóa giải được cái quan kết giữa hai người. Chúng ta thấy rằng tất cả đều có nhân duyên quả báo của nó. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử đừng tạo nghiệp sát nữa. Nếu mình tạo nghiệp sát, giết hại một chúng sanh nào đó, nó oán hận mình, nó quay trở lại, rồi nó trả thù báo oán, cũng như câu chuyện của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà bị cái mục ghẻ hình mặt người đó quý vị, gọi là diện sang đó. Trong lúc ngài thăng tòa thuyết pháp, ngài chính kiếp là cao tăng tu hành phạm hạnh, đến kiếp thứ 17 tuổi có thể giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, mà đối với các vị sa môn tỳ kheo phải ngồi ở dưới nghe ngài thuyết pháp đó. Cho nên người đời lúc đó họ tán thán ngài bằng một bài kệ như thế này: Sa di 7 tuổi nói được kinh, tuổi cỡ như ông chỉ mang bình, sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng phải tuổi cao bởi tánh linh. Vì chính kiếp ngài tu hành đến kiếp thứ 10 là một cao tăng 7 tuổi đã có khả năng diễn thuyết kinh luật luận, là một vị pháp sư rất giỏi.
Đến khi nhà vua quá là trọng vọng ngài mới làm cái pháp tòa toàn là bằng trầm hương, cái ghế ngồi bằng trầm hương cho ngài ngồi, thỉnh ngài rất là trang nghiêm. Và trong lúc với cái lòng cung kính của nhà vua quỳ mọp ở dưới, hai hàng bá quan văn võ quỳ mọp thỉnh cầu ngài Ngộ Đạt thăng tòa thuyết pháp. Quý vị biết không, ngài bước lên pháp tòa, ngài vừa móng khởi cái tâm thôi, vọng tâm vọng tưởng nó vừa khởi lên, mình tu hành có kết quả, mình tu hành trên, mình tu hành quá là xứng đáng, tại vì được mọi người họ kính trọng. Mới vừa khởi nghĩ như vậy thôi thì xẹt một cái giống như một con ong mà nó chích vào đùi ngài vậy đó quý vị. Ngài cảm thấy đau điếng, đứng dậy không nổi nữa rồi, thời pháp thoại phải dừng liền tại chỗ đó. Ngay trên pháp tòa, quan gia nó đến đòi nợ rồi đó quý vị à. Chích vào đùi ngài một cái, ngài cảm thấy đau điếng và ngất xỉu. Khiêng ngài xuống thì ngay cái chỗ ửng đỏ đó giống như con ong chích, mà không phải ong chích, ong chích gì mà thê thảm kiểu đó, đau nhức và nó đỏ ửng rồi mủ máu ở trong đó mỗi ngày nó lở ra. Mà đặc biệt cái một ghẻ đó nó có hai mắt, hai mũi và một cái miệng nữa, giống y hệt như cái mặt người vậy đó quý vị à. Mỗi lần mà đắp rượu vào ha thì nó bớt đau một chút, hoặc là đắp cái gì vô một chút xíu thì nó bớt đau, nhưng mà để không rồi nó hoành hành ngài dữ lắm. Và ngài đã nhờ tôn giả Ca Nạc Ca hướng dẫn ngài dùng nước từ bi tam muội để rửa sạch quan khiên nghiệp chướng của mình đó. Chỉ móng tâm một chút xíu mà quan gia đến đòi nợ, trải qua 10 kiếp là một cao tăng phạm hạnh, đến kiếp thứ 10 này nha quý vị, móng tâm vọng tưởng nghĩ về danh lợi thôi mà quan gia đến đòi nợ. Còn mình phàm phu kiểu như mình, nó đến đòi nợ mấy hồi, phải không quý vị, đến giờ nào cũng được hết. Tại vì cái tâm của mình lơ đễnh, cái tâm của mình bị phóng túng, buông lung, chạy theo danh lợi tình tiền, thì quan gia nó đến nó đòi nợ mình lúc nào cũng được hết. Lúc đó mình không có đường để tránh thoát đó quý vị. Người Phật tử phải nương vào phép tắc đây mà tu hành, giới sát dừng lại, đừng sát sanh nữa nghe quý vị. Mới vừa rồi em của con ở đây đi theo phái đoàn của các chùa đi ra ngoài Đà Lạt á, nó về nó kể lại, nó nói chị ơi thấy thê thảm lắm. Có một cái chú đó 32 tuổi ở dưới cái thung lũng, nhà chú ở dưới cái thung lũng, mà chú mắc bệnh hồi năm 4 tuổi đã mắc bệnh rồi, một cái khối u ngay cái cột sống, ngồi đâu có được đâu, nằm không, mà cái khối u đó ngay cái cột sống đó mỗi ngày nó mỗi lớn. Lúc 4 tuổi, năm nay 32 tuổi thì khối u đó đã 28 năm rồi. Và khối u đó bây giờ quý vị biết là nó trở thành một khối u dài bao nhiêu không? Dài 1 thước 2, dày lên 2 tấc rưỡi, và bề ngang qua là 8 tấc. Cho nên á, khi cái chú này đâu có ngồi được đâu quý vị, nằm ha, mà cái khối u đó nó bè ra như vậy đó, người ta buộc lại. Rồi sắp sửa tới đây là các nhà mạnh thường quân ta làm từ thiện đó, nhờ bác sĩ ở nước ngoài về để giải phẫu cho chú, cứu chú trong cái hoàn cảnh đau đớn khổ sở khi bị bệnh tật hoành hành suốt 28 năm. 4 tuổi là mắc bệnh rồi, năm nay 32 tuổi, nằm một chỗ với một khối u dài 1 thước 2, mà đụng tới hỏi đau không, chú nói đau đó quý vị. Cái khối u đó đau, mà cái khối u đó nặng 80 kg. Khối u không nặng 80 kg nghe quý vị. Mà em con nói rằng chính mắt em con xuống tận mắt nhìn thấy, và tay đã rờ vào cái khối u đó nữa. Nặng 80 kg, cái khối u đó dài 1m2, bề dày 2 tấc rưỡi, bề ngang qua 8 tấc đó quý vị à. Một người mà mang một cái khối u như vậy, chúng ta biết là thê thảm cỡ nào. Mà một đứa bé 4 tuổi hiện đời này có làm cái gì tội đâu, phải không quý vị? Nhưng mà đây là cái nghiệp quá khứ, đây là cái nghiệp quá khứ. Chứ một đứa bé 4 tuổi đã mắc phải căn bệnh nan y như vậy rồi, do cái nghiệp sát mà ra. Quý vị cần giới sát đi, đừng tạo nghiệp sát nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói ngày nào chúng ta còn ăn thịt chúng sanh là ngày đó chúng ta đoạn mất hạt giống từ bi đó quý vị à. Ngoài cái việc giới sát là đoạn ác thôi nha. Quý vị cần phải ăn chay, đừng ăn thịt chúng sanh nữa nghe quý vị.
Ai chưa ăn chay được, hôm nay quý vị phát tâm về ăn chay đi. Vì ăn chay là một phương cách để giữ gìn vệ sinh sức khỏe, cũng là một phương pháp để tránh giai trả luân hồi, và cũng là một phương pháp để trưởng dưỡng lòng từ bi đó quý vị ạ. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên ăn chay. Bây giờ heo, bò gì ha, trâu thì nó đều mắc phải cái chứng bệnh lở mồm, lông móng gì đó quý vị. Dịch cúm heo, dịch cúm bò, dịch cúm gà, cúm dịch tùm lum hết. Ăn chay không mắc phải những cái dịch đó. Rồi quý vị không phải dai nợ máu của chúng sanh nè, mà lại trưởng dưỡng lòng từ bi nữa. Một món ăn nào ngon lắm, qua khỏi cổ họng rồi biến thành đồ bất tịnh hết quý vị ạ. À, mình ăn chay chẳng những trưởng dưỡng lòng từ bi, không tạo nghiệp sát, không gia nợ máu, không tạo quan trái với bất kỳ một chúng sanh nào, mà quý vị còn là một cách sống đạo đức nữa đó quý vị ạ. À, kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải phát lòng ăn chay đi. Mỗi khi quý vị muốn thèm về thịt cá gì đó, quý vị nhớ đến mình ăn thịt ăn cá là ăn thịt cha mẹ của mình đó. Nghĩ như vậy mà chúng ta sợ không dám ăn, thôi ăn chay, phát nguyện ăn chay một đời này còn lại chúng ta không dai thịt chúng sanh nữa. Rồi quý vị ăn chay tránh đi cái quả báo luân hồi dai trả nè. Ăn một miếng phải trả một miếng nha quý vị. Dai nợ máu phải trả bằng nợ máu. Rồi nó ăn chay nó còn giữ vệ sinh sức khỏe nữa. Bây giờ ở đâu người ta cũng kêu gọi mình nên ăn chay, tập ăn chay, ăn rau cải đi, đừng ăn thịt chúng sanh. Và cũng là phương cách để quý vị trưởng dưỡng lòng từ bi đó. Và ăn chay cũng là đoạn ác thôi chứ chưa tu thiện. Bây giờ trên phương diện kế tiếp nữa, chúng ta tu thiện bằng cách phóng sinh cứu vật. Có nhiều người họ bài bác về vấn đề phóng sinh. Họ bảo rằng có tiền đem đổ sông đổ biển, có tiền mua chim thả cho nó bay cùng trời đất hết trơn, để tiền đó mình làm từ thiện giúp đỡ người nghèo khó. Giúp đỡ người nghèo khó cũng là một việc làm tốt, phải không quý vị? Chúng ta không phải là nói là làm từ thiện giúp đỡ người ta là không tốt, tốt lắm đó quý vị. Đó là một phương cách để quý vị chia sẻ, để quý vị mở rộng lòng từ, quán thấy cái nỗi khổ của chúng sanh như nỗi khổ của chính mình, làm vơi bớt đi nỗi khổ đau của cuộc đời, chia sẻ tài sản sở hữu phước báo của mình đến với những người bất hạnh hơn mình, thì làm việc đó rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó có nhiều người đó quý vị, nghèo nhưng mà đến nỗi không đến nỗi phải chết, thấy không quý vị? Nghèo gì nghèo nhưng mà không đến nỗi phải chết. Vậy mà con vật nếu chúng ta không cứu nó lúc đó nó chết đó. Và với Đức Phật thì Ngài dùng cái tâm từ bi bình đẳng, Ngài không phân biệt người và vật. Đối với mạng sống của muôn loài thì Ngài đều tôn trọng hết. Với cái mắt của mình thấy đó là con vật, nhưng đối với Đức Phật thì Ngài nhìn đó là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Khi thai thân đổi xác trở lại mình không nhận dạng ra thôi. Nếu mình giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ mình, cứu một chúng sanh là cứu một vị Phật ở tương lai. Quý vị nhớ như vậy đó. Cho nên chúng ta cần phải phóng sinh cứu vật. Thấy con vật nào sắp sửa chốc lát nữa đây nó phải chết, vì người ta mua về người ta mổ, người ta xẻ, người ta chiên, người ta xào, người ta nấu, người ta nướng, người ta hầm, người ta rán. Quý vị chuộc mạng bằng mọi cách, quý vị chuộc mạng đem tiền của. Trong giới Bồ Tát nó có nói đó, gặp một chúng sanh sắp bị giết chết thì mình đem hết tài sản tiền của, thậm chí tài sản của mình bao nhiêu để đổi lấy mạng con vật đó cũng làm nữa, không đến nỗi điều đó. Thì quý vị cần phải phát tâm từ bi, đổi mạng sống của con vật cứu vật. Làm việc làm đó là một điều thiện cao tột nhất đó quý vị à. Vì Ngài Liên Trì Đại Sư nói trong tất cả những điều ác, không cái ác nào hơn là cái ác giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng sanh. Và trong tất cả những điều thiện thì không có điều thiện nào hơn bằng phóng sinh cứu vật. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, mình nhớ về nhà không giết hại chúng sanh, thậm chí dạy con cháu của mình không được bắt thằn lằn, là không được bắt chuồn chuồn, bắt bướm nha quý vị.
lưu hữu gì đó trong giới luật nói lưu hữu khạp của mình để ở ngoài trời đó, mình phải đậy nắp. Hoặc là lưu hữu nào mà chúng ta không xài đến nữa thì mình úp lại nha quý vị. Nếu quý vị để ngửa lên trời mưa xuống, cái nước nó động lại đó, sanh trùng. Và khi sanh trùng như vậy, cái mình để qua trời nắng thì những con vi trùng đó nó lại chết đi nữa. Vì vậy mà trong luật Đức Phật dạy rất là kỹ điều này. Những cái lưu hữu khạp ở trong nhà không xài đến quý vị rửa sạch úp xuống dưới, úp xuống chứ đừng có để ngửa lên. Ngửa lên mưa xuống chứa động nước sanh trùng, xong rồi nắng lên làm nước đó nó khô cạn và con những con vi trùng nó chết. Vì vậy tổn hoại lòng từ bi. Còn cái đèn cũng vậy, như đèn dầu đó, chúng ta cũng phải làm cái lồng chụp lại để những con kiến cánh nè, những con thiêu thân đó, những con mà dế mèn, những con kiến cánh, những con thiêu thân ban đêm chúng ta thấy nó lao mình, nó thấy ánh đèn là nó lao mình vào. Cho nên ở chùa mấy ngọn đèn dầu vậy, chúng ta đều làm cái lồng chụp lại để tránh những con vật lao vào đó chết. Đó là một cái phương cách để trưởng dưỡng lòng từ bi, phát triển lòng từ bi. Đừng nói là giết hại chúng sanh, mà những việc nhỏ đó người Phật tử còn cũng phải nên làm. Và khi uống nước cũng vậy, Đức Phật dạy chúng ta, nước mà quý vị múc gánh lên từ nước sông á, nhiều sinh vật ở trong đó lắm. Cho nên chúng ta phải làm cái lược á, giống như cái lược cà phê vậy đó, lược nước trước khi nấu. Rồi sau khi lược xong rồi chú quý vị lộn lại nha, lộn cái lược nước lại, khỏa lại cái phần mà chúng ta lược á, xuống dưới sông, xuống dưới nước, cho những sinh vật nó có cơ hội mà sống còn. Đó là cũng là một việc làm thể hiện lòng từ bi, phóng gọi là một cái cách để cứu vật, cứu vật phóng sinh đó quý vị à. Nếu quý Phật tử làm được những việc làm mà nãy giờ con kể ha, chân thật mà niệm Phật với cái tâm chí thành tha thiết, rồi giới sát, rồi ăn chay, rồi phóng sanh, chỉ bao nhiêu đó thôi là quý vị đã nương vào phép tắc tu hành theo tịnh môn mà Liên Trì Đại Sư đã chỉ dạy. Chỉ những cái công đức mà quý vị thực hành như vậy thôi cũng đủ tư lương để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con kính chúc rằng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Tam Bảo chúng ta, những ai niệm Phật chưa tinh tấn, ngay bây giờ quý vị tinh tấn niệm Phật. Những ai niệm Phật mà chưa có cái tâm chí thành tha thiết chân thật thì ngay bây giờ quý vị niệm Phật với cái tâm chí thành tha thiết chân thật. Những ai chưa ăn chay được thì bây giờ quý vị về tập ăn chay. Những ai còn giết hại chúng sanh, ngay bây giờ dừng tay lại, đừng giết hại chúng sanh. Và những ai thấy con vật sắp bị giết mà chúng ta vẫn thản nhiên, ngay bây giờ quý vị hãy phát tâm từ phóng sanh cứu vật. Làm những việc làm đó là quý vị đã thực hành theo phép tắc mà Liên Trì Đại Sư cũng như mười phương ba đời chư Phật đã chỉ dạy. Với những thiện nghiệp mà quý vị gieo trồng hôm nay, quý vị hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thiện nghiệp đó chuyển thành tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp để giúp cho quý vị được đủ tiêu chuẩn giảng sanh. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật chùa Tam Bảo phát khởi tâm thành, đoạn ác tu thiện, thực hành theo phép tắc mà Liên Trì Đại Sư đã chỉ dạy, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.